Cầu thủ Tiến Linh buồn bã quăng quả bóng bạc rồi ra về, tiết lộ gây sốc về tương lai. Tối hôm 25 tháng 2, lễ trao giải quả bóng vàng 2022 Việt Nam đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai cầu thủ có cơ hội được nhận giải thưởng cao nhất trong năm nay chính là nữ cầu thủ Huỳnh Như thuộc Lan FC và nam cầu thủ Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội. Một trong những nhân vật thu hút sự chú ý của cộng đồng không kém trong buổi lễ này chính là Nguyễn Tiến Linh, nhưng đáng tiếc anh kém may mắn hơn đàn anh Văn Quyết một chút khi chỉ đứng hạng 2 với quả bóng bạc. Trong năm nay, chân sút của Bình Dương đã có một năm thành công ở đội tuyển Việt Nam. Dù câu lạc bộ của anh không có được thành tích đáng chú ý, nhưng cũng không thể phủ nhận đóng góp quan trọng của Tiến Linh cho đội bóng đất thủ ở V-League 2022. Dù sự kiện đã qua đi, nhưng mới đây trên mạng xã hội liên tục lan truyền loạt biểu cảm của chân sút chiến ít khi lên sân khấu nhận giải. Cầu thủ trẻ để lộ rõ sự tiếc nuối và buồn bã. Ngoài ra, sau khi nhận giải, anh đã nhanh chóng rời khỏi khán phòng, di chuyển nhanh ra phía ngoài. Trong khi sự kiện vẫn đang diễn ra, khiến fan hâm mộ cảm thấy lo lắng. Sau đó, một số người hâm mộ đã hỏi thăm động viên, nhưng chân sút Bình Dương không có bất cứ phản ứng đáp trả nào. Hành động này lập tức nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong khi một số bày tỏ tiếc nuối bởi trên sân cỏ, Tiến Linh đã thể hiện rất tốt trong thời gian vừa qua. Nhưng cũng có người khẳng định để có được quả bóng vàng, ngoài thành tích cá nhân còn phải có thành tích tập thể ở câu lạc bộ chủ quản. Xét về thành tích đội tuyển đúng là không ai qua được Tiến Linh, nhưng xét về câu lạc bộ thì Tiến Linh khó so nổi với Văn Quyết. Quan điểm của tôi, Tiến Linh chưa đủ trình giận dỗi gì chứ. Lần đầu thấy quả bóng vàng dự bị ở đội tuyển quốc gia đúng là độc lạ Việt Nam. Tiến Linh được thì hợp lý thuyết phục, nhiều người hâm mộ bình luận. Được biết, Tiến Linh rời khán phòng để lên xe di chuyển cùng một số người bạn. Vì thế, có thông tin cho rằng tiền đạo này còn bỏ lại danh hiệu của mình ở địa điểm diễn ra gala trao giải mà không mang về. Tuy nhiên, ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2022 sau đó đã có động thái bác bỏ thông tin này. Do đã có hẹn từ trước nên Tiến Linh sau lễ trao giải đã được một số người bạn tới đón. Tiến Linh chính là người trực tiếp ký nhận danh hiệu và khoản thưởng với đại diện ban tổ chức. Sau đó anh cũng đã trao lại danh hiệu quả bóng bạc cho gia đình của mình cầm về, chứ không phải bỏ lại danh hiệu. Có lẽ Tiến Linh sẽ tham dự một buổi tiệc cùng bạn bè nên không tiện cầm theo danh hiệu của mình. Bố mẹ Tiến Linh là người nhận lại danh hiệu này từ tay Tiến Linh và mang về Bình Dương sau khi tiền đạo này rời đi, đại diện ban tổ chức chia sẻ. Sau khi kết thúc lễ trao giải quả bóng vàng, tiền đạo này cũng đã tiết lộ một hướng đi mới của mình tại Bình Dương. Cụ thể, chiều ngày 26 tháng 2, anh chia sẻ hình ảnh động thổ dự án cá nhân lên trang mạng xã hội với mong muốn mọi chuyện được thuận lợi thành công. Tiến Linh hiện tại vẫn chưa tiết lộ rõ ràng dự án của mình sẽ thuộc lĩnh vực nào. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, nhiều khả năng tiền đạo này sẽ xây một khu phức hợp thể thao nhỏ với nhiều sân bóng mini do anh và một vài người bạn đầu tư. Bên cạnh những lời chúc mừng, cũng có nhiều người không khỏi xích xoa về tiềm lực kinh tế của cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Phía dưới phần bình luận, nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam như Đỗ Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu đều rất nhiệt tình chúc mừng, cũng như Troy không thương tiếc với chủ nhân bức ảnh. Động thổ xây trung tâm thương mại à, xin một chân quản lý nhé Tiến Linh, tài sản đất của em ở Bình Dương thua mỗi Nguyễn Anh Đức, nhiều đồng đội của anh tại tuyển bình luận. Đây có thể được coi là hướng đi lâu dài và sự chuẩn bị cho tiền đạo Tiến Linh trong tương lai khi anh giải nghệ sự nghiệp bóng đá. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai. Ở tuổi 26, Tiến Linh vẫn đang là chủ lực của câu lạc bộ Bình Dương và đội tuyển Việt Nam.